Các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành y tế không được chủ quan, coi thường, phải sống chung với dịch cùng với những biện pháp tốt nhất, hiệu quả nhất và phải có văn hóa ứng xử trong lúc dịch bệnh. Việc đề cao cảnh giác không để dịch xâm nhập vào các địa bàn dân cư là yêu cầu cấp bách hiện nay và nếu có phải khoanh nhanh, xử lý nhanh với những biện pháp đồng bộ không để dịch COVID-19 lây lan giống như một số ổ dịch vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp thường trực chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch vào chiều nay. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt tinh thần thần tốc, quyết liệt, khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh để thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo đảm an sinh việc làm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh cần ban hành các chế tài và xử phạt các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch. Mặt khác, có phương án cụ thể để phát triển sản xuất kinh doanh, trừ trường hợp đặc biệt mới giãn cách xã hội trong phạm vi cần thiết. Tôi yêu cầu các bộ ngành, ủy ban cấp tỉnh liên quan phải rà soát lại các thủ tục cho chuyên gia, nhà đầu tư nhập cảnh ở Việt Nam. Cần nhanh, đơn giản, thuận lợi nhưng phải chặt chẽ về y tế. Đặc biệt, cấp thị thực phải nhanh hơn. Tất nhiên chúng ta nói xử lý nghiêm vi phạm, nhưng mà thị thực cho các đối tượng này phải nhanh hơn, đừng để nhiều khê. Nhất là cần có quy trình cụ thể rõ ràng, chặt chẽ, hướng dẫn nhà đầu tư vào làm việc ngắn ngày ở Việt Nam. Tạo điều kiện cho các chuyên gia, các nhà đầu tư sớm vào Việt Nam để làm ăn phát triển kinh tế. Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo chú ý giải quyết ngay những vướng mắc trong mua sắm vật tư y tế trong phòng chống dịch. Thủ tướng đồng ý mở rộng thực hiện việc cách ly linh hoạt tại các cơ sở lưu trú có trả phí, yêu cầu chặt chẽ về giám sát y tế. Các bộ ngành và Ban chỉ đạo cần sát sao xem xét đề xuất với Thủ tướng các đường bay thương mại với một số quốc gia có hệ số an toàn dịch bệnh cao. Ở địa phương có ngành y tế, cũng có giáo sư, cũng có bệnh viện, cũng có phác đồ, cũng có tất cả những việc cần thiết, thì các đồng chí các địa phương phải tăng cường trách nhiệm lên. Thậm chí những cái tổ giám sát như vừa rồi một số địa phương đã làm. Theo Quảng Nam, Đà Nẵng áp dụng, Hà Nam áp dụng ngay cái chuyện tổ giám sát này. Chứ không phải chờ những cái quy chế quy định, chủ tịch địa phương có đủ quyền hạn, những cái chế tài xử lý vân vân. Cũng như vừa rồi tôi nói là không cần đến thủ tướng phải ra một cái chế tài xử lý đeo khẩu trang, mà chủ tịch các thành phố đã có chế tài đeo khẩu trang. Các địa phương phải chủ động hơn trong việc triển khai, kể cả cái việc thi sắp tới này. Tôi quan ngại thi đợt 1 tốt, đợt 2 này không chỉ phải làm tốt hơn nữa để thi được, nhưng mà không được lây nhiễm những ổ bệnh. Bộ Ngoại giao chủ trì điều phối các chuyến bay đưa người Việt ở nước ngoài về Việt Nam và các chuyên gia nhà đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam một cách linh hoạt. Tuy nhiên, phải kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe của mỗi cá nhân khi nhập cảnh vào Việt Nam, tránh quá tải các cơ sở cách ly tập trung.